Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới bánh kẹo thì sô-cô-la là mặt hàng cao cấp. Sô-cô-la còn được xem là hương vị của tình yêu nên được thị trường ưa chuộng, nhất là vào dịp lễ tình nhân hàng năm. Đắk Lắk có nhiều lợi thế để sản xuất sô-cô-la vì có các vùng nguyên liệu để làm nên sản phẩm sô-cô-la chất lượng. Theo nghiên cứu của ngành công nghệ thực phẩm, trong sô-cô-la có nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Thực tế, loại thực phẩm này đã trở thành món quà được nhiều người lựa chọn, nhất là vào dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 hàng năm. Hạt cacao ở vùng đất Tây Nguyên, vùng đất đỏ Ba Giang này đem lại cái giá trị sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm rất là tốt. Đối với bột cacao thì thông thường bột cacao nguyên chất thì chúng ta sẽ hòa trộn với lại là sữa đặc. Với cái lượng sữa ít thôi thì mình sẽ cảm nhận được cái vị đắng và cái vị béo thơm ngon ở trong bột cacao. Cacao Nam Trường Sơn thì cái bột cacao nguyên chất ấy, được tách ép và giữ lại từ 25 đến 28% là bơ cacao. Đó là một cái chất béo và dễ dàng chuyển hóa trong cơ thể và nó cũng là một cái chất rất là tốt ở trong cơ thể của mình. Phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, tạo ra những sản phẩm sô-cô-la chất lượng cao, có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Khi những người du lịch hoặc bạn bè quốc tế hay là những người du lịch trong nước thường đến Buôn Ma Thuột thì người ta thường sẽ nghĩ đến cà phê. Thì tôi mong rằng và tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì sản phẩm cacao và sản phẩm sô-cô-la là một sản phẩm thứ hai để có thể là đến Đắk Lắk hay đến Buôn Ma Thuột người ta sẽ nghĩ đến cacao và sô-cô-la. Chế biến sâu để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp là định hướng lớn của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, sô-cô-la là mặt hàng tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển.